Sáng nay, ngày 19 tháng 4, cả showbiz náo loạn với tin Minh Hằng hẹn hò cùng Quốc Trường sau khi loạt ảnh hai ngôi sao ôm nhau tình cờ ở quán bar được tung ra. Nguyên nhân là vì trước đó Quốc Trường từng thừa nhận yêu đơn Phương Bảo Anh, còn Minh Hằng cũng bị đồn có người yêu là đại gia giấu mặt. Nếu tin hẹn hò là thật, các fan ắt hẳn sẽ vô cùng phấn khích khi Minh Hằng và Quốc Trường cực kỳ đẹp đôi, cả hai cũng nhiều lần bày tỏ cực kỳ hợp nhau ở ngoài đời. Sau khi thông tin hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng được dịp đào lại những phát ngôn cực tình của Quốc Trường dành cho Minh Hằng trong một sự kiện chứng minh tình ý tiềm ẩn từ lâu. Tôi không biết mình có vấn đề gì về tâm lý không, tôi tiếp xúc với gái đẹp nhiều nên chắc chắn có rất nhiều đối tượng đẹp và ngoan. Nhưng trái tim tôi hiện tại chưa có cảm xúc, tôi cần một người có thể không cần đẹp, không cần hiền, hung dữ luôn cũng được, nhưng khiến tôi cảm thấy đây là người để yêu, để cưới. Người khiến tôi có cảm xúc là người tôi chỉ cần gặp một lần đầu tiên là biết liền. Tôi thích kiểu người con gái cá tính, thông minh, bản lĩnh như Minh Hằng, Quốc Trường chia sẻ. Theo loạt thông tin soi mói được trên mạng xã hội, Quốc Trường theo dõi duy nhất hai mỹ nhân V-biz là Minh Hằng và Bảo Thành. Tuy nhiên, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã kết hôn, vậy nên Minh Hằng là mỹ nhân độc thân duy nhất được Quốc Trường theo dõi. Anh chàng còn thỉnh thoảng lộ liễu đến mức chụp với cả dàn diễn viên nhưng chỉ tắt mỗi Minh Hằng. Phải chăng Quốc Trường đang đua trend chỉ follow mình em của showbiz? Cả hai cũng từng để lộ khoảnh khắc check-in cùng một địa điểm như đi du lịch chung, thả thính bằng câu nói mùi mẫn. Có lần, Quốc Trường còn cố đăng ảnh ôm gấu bông hình con heo và tuyên bố heo dễ thương, trong khi biệt danh bé heo của Minh Hằng thì ai cũng biết. Cho đến mới đây vào tối ngày 18 tháng 4, Quốc Trường và Minh Hằng bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tên bế bình trong tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Tuy nhiên, thay vì dùng khẩu trang che mặt hoặc lựa chọn những địa điểm vắng người như bao cặp đôi bí mật khác, thì họ lại cực thoải mái, công khai xuất hiện, trò chuyện và có những cử chỉ thân mật tại một quán bar có tiếng tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đáng nói trong bữa tiệc này có sự xuất hiện của cả hai người bạn nổi tiếng của cặp đôi. Minh Hằng có mặt từ sớm với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ và nam diễn viên đã đến sau. Nhưng ngay khi xuất hiện, anh chàng đã tiến ngay chỗ bạn gái tin đồn và ôm chầm lấy cô. Cả hai dính như sàm suốt buổi tiệc và liên tục có những cử chỉ được cho là trên mức tình bạn. Hết áp sát má, Quốc Trường và Minh Hằng lại ôm ấp, hôn má trước mặt hội bạn gồm cả Diệu Nhi. Thậm chí nhân lúc không ai để ý, cặp đôi còn đánh lẻ riêng một góc để hôn nhau cực ngọt. Được biết, Minh Hằng và Quốc Trường từng hợp tác trong dự án Bảy Ngọt Ngào. Bộ phim này cũng là một dự án mà nữ diễn viên tham gia với vai trò nhà đầu tư và nữ phụ. Rất có thể đây chính là nơi kết duyên cặp đôi chị em cách nhau một tuổi này. Theo đó, Minh Hằng sinh năm 1987, trong khi Quốc Trường sinh năm 1988. Hiện các fan vẫn đang nóng lòng chờ Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng về tin đồn hẹn hò đang cực hot này.